Theo thông tin từ Vietnamnet, một vụ nổ khí ga trong nhà dân vừa xảy ra tại số 42 đường Yên Phụ Lớn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 15 tháng 8. Người dân ở xung quanh ngôi nhà trên nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong nhà. Nhiều vật dụng như cửa cuốn, cửa ra vào của các tầng và xe máy bị hất văng ra phía mặt đường. Do ảnh hưởng từ vụ nổ, một số người đang lưu thông trên đường cũng bị thương. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Ba Đình đã nhanh chóng điều phương tiện cứu hộ cứu nạn cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu các nạn nhân. Thông tin ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do khí ga, có ít nhất 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sanborn. Hiện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.